Hôm nay em sẽ cập nhật cái tình hình cái chậu sen mà trồng vừa rồi bằng hạt cho các bác xem. Đây, nó đã bắt đầu bén rễ rồi này, nó đã lên lá mới này các bác này. Rồi có một số nó còn chuẩn bị nó ngóc lên rồi. Đấy. Còn đây là cái mà em vẫn chưa có thời gian trồng này, nó đã lên rễ như thế này này, các bác nhìn này. Đấy. Thì các bác lưu ý là cái phần mà em cắt này, cái phần em cắt mà cái hạt sen, cái phần nó có cái lỗ ở trên đầu ấy, em cắt thì nó đã toách ra để nó lên mầm và nó phát triển rễ luôn ở đây. Cho nên là cái phần phía cái đầu bên này là các bác không phải cắt nó nhé, các bác chỉ cần cắt một cái phần nó bên nó có cái lỗ ở trên mặt ấy, trên mặt cái hạt sen ấy là ok. Đây, nếu mà rễ nó phát triển như thế này trồng thì bao sống 100% luôn. Đấy, các bác nhìn này. Các bác lưu ý là nếu mà các bác ngâm ra những cái chậu nhỏ thì các bác phải thay nước nhé, không nó nhớt, nó hỏng, nó thối cái hạt sen ấy. Còn nếu mà ngâm ra cái chậu lớn hoặc cái bể lớn thì chúng ta không nhất thiết phải thay nước đâu. Đây, rễ nó tốt như thế này thì trồng thì đảm bảo sống tuyệt đối nhé các bác nhé. Đây, mầm này, mầm lá này. Quay trở lại cái chậu sen này thì khi các bác trồng thì các bác lưu ý là thả cái lá xuống nước và chúng ta để vào chỗ mát nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta mới trồng mà nó nắng quá là nhiều khả năng nó sẽ bị táp lá. Và sau khi cây nó khỏe rồi thì chúng ta bỏ ra ngoài trời để cho nó phát triển. Đấy. Cái việc trồng sen từ hạt này cũng khá là đơn giản. Các bác có thể làm theo đúng quy trình mà mình hướng dẫn cho các bác. Thì các bác sẽ có những cái chậu sen rất là đẹp để chơi. Mình nhắc đi nhắc lại với các bác là sen trồng hạt hay là trồng ngó, trồng củ nó đều có hoa hết nhé. Các bác lưu ý là nếu mà không có hoa thì sẽ không bao giờ có hạt nhé. Có hoa thì nó mới có hạt. Cho nên đừng bảo là trồng bằng hạt mà nó không ra hoa nhé, nó vẫn ra bình thường. Người ta trồng sen đầm, sen ruộng, người ta trồng nhiều, người ta phải trồng bằng hạt gieo các bác ạ. Chứ không thể lấy ngó hoặc là lấy củ trồng được cả một cái ruộng hàng mấy hạt hoặc là cái đầm mấy hạt đâu. Đấy. Người ta làm đất như là làm lúa ấy, xong người ta gieo, người ta cấy xuống, xong người ta cho nước vào thôi các bác ạ. Đấy. Tình hình là sen rất là khỏe nhé. Sen rất là khỏe. Các bác cứ làm theo cái clip mà mình hướng dẫn trên kênh Hoa Vườn Nhà ấy. Các bác sẽ có chậu sen hay để chơi. Ở đây mình trồng ra cái xô sơn cũng được, chả sao cả. Tuy nhiên là trồng ở cái bề mặt nó hẹp quá thì cái cây sen nó phát triển nó không được tốt. Thì nếu không được nhiều thì khi mà mỗi một lần ra hoa nó sẽ không ra được nhiều đâu các bác. Trồng ở bề mặt rộng thì lần ra hoa nó sẽ ra 5, 7, 10 bông. Nhưng mà cái bề mặt hẹp như thế này thì nó chỉ một vài ba bông thôi, ví dụ như thế, nhưng nó cũng chẳng làm sao cả. Đấy, các bác nhìn này, ok không? Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác nhớ đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà ủng hộ em nhé.